tên pháp nhân đứng tên trên toàn bộ pháp lý của tổ hợp này, đó là công ty cổ phần Starbay Việt Nam. Và Sun Property trong vai trò là đơn vị phát triển dự án, là đơn vị sẽ hợp tác đưa ra tất cả những cái ý tưởng về thiết kế, về quy hoạch, về kiến trúc, xây dựng, thi công, vận hành. Và vị trí chúng ta biết rồi, nằm ở Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Quy mô ở giai đoạn này chúng ta phát triển, quy mô của khu vực này là 103 hecta. Một số anh chị có những cái thông số lớn hơn, đó là cái giai đoạn về sau. Hiện nay chúng tôi đang công bố giai đoạn này là 103 hecta. Và chúng ta sẽ khởi công, chúng ta đang tiến hành khởi công, và thời điểm khởi công ghi nhận là quý 2 năm nay. Chúng ta sẽ thực hiện xong toàn bộ đồ án này trong vòng 2 năm, và toàn bộ sẽ được thực hiện xong vào quý 2 năm 2024. Và các loại hình sản phẩm ở đây, chúng ta sẽ có những loại hình gì? Chúng ta sẽ có shop house, có retail villa, shop villa, và những cái villa bám theo bãi biển, những cái villa ôm lấy cái lòng hồ, ôm lấy những cái đầm phá. Và chúng ta có những cái căn villa cao cấp hơn nữa nằm trên triền đồi để view xuống toàn cảnh của Bãi Dài. Thì đó là những cái loại hình sản phẩm. Và chúng ta sẽ có những cái công trình điểm nhấn và cảnh quan mang hơi hướng của tự nhiên, như là quảng trường biển, quảng trường trung tâm, quảng trường. Chúng ta có những cái con đường ánh sáng mang tính thương mại, nhưng mà thương mại đó là thương mại đẳng cấp, chứ không phải thương mại ồn ào náo nhiệt thường thấy ở những cái phố phường trong trung tâm của Sài Gòn hay là Hà Nội. Và chúng ta có những cái lagoon rất là đẹp, mà đó là lagoon tự nhiên. Đó chính là những cái hồ, những cái đầm phá tự nhiên, những cái dòng chảy tự nhiên, những cái suối nguồn tự nhiên nằm ở trong cái khu vực dự án của chúng ta. Và chúng ta có những cái trục cảnh quan, trekking để mà cảm nhận được trọn vẹn những cái thiên nhiên, những cái tự nhiên ban tặng cho vùng đất này. Và chúng ta cũng sẽ có những cái công trình như là clubhouse, nhà hàng gành đá để thưởng thức được cái không gian biển cả và tầm view ra hoàng hôn trên biển của Bãi Dài. Và các anh chị hãy so một chút với cái bản đồ quy hoạch của các anh chị xem có trùng khớp không ạ. Ở đây thì chúng ta có cái phần ranh của dự án. Một bên là chúng ta giáp với Rainbow, và chúng ta bên còn lại là chính là cái con đường để mà đi vào Nam Nghi. Ranh của dự án chúng ta sẽ chạy dọc theo và tiến cận tới phần triền đồi của Nam Nghi và toàn bộ phần mặt biển phía trước. Ở phần trung tâm thì chúng ta đã có khách sạn Brown Plaza, nơi chúng ta đang có mặt ở đây. Thì khi mà các anh chị ở trong cái không gian này thì các anh chị sẽ thấy là ở bên tay trái của mình cũng là khoảng xanh, ở bên tay phải của mình là khoảng xanh. Và từ cái đặc trưng tự nhiên này thì tôi lý giải một chút về cái cách sắp đặt những cái dòng sản phẩm ở trên đây. Chúng ta sẽ có 3 phân khu. The Avenue sẽ là phân khu về shop house, retail villa và shop villa. À, tại sao lại như vậy? Như anh chị đã biết là chúng ta đây là một cái khu vực mang cái tính riêng tư cao, mang cái tính đẳng cấp cao, nhưng chúng ta đang đặt tại một cái tổ hợp nó khá là độc, nó có cái tính độc rất là cao, nó có cái tính nhộn nhịp cao, nó đề cao cái tính nhộn nhịp. Thì nếu mà chúng ta ngay lập tức chúng ta chuyển tiếp qua một cái không gian tĩnh lặng thì những cái khu vực giáp ranh này sẽ không đảm bảo được cái tính riêng tư và tĩnh lặng 100%. Do đó nên chúng ta cần một cái sự chuyển tiếp, một cái bước đệm. Thì chúng tôi sẽ chuyển đổi cái sự chuyển tiếp đó, cái tính chất đó được chuyển dần. Anh chị sẽ nhìn thấy cái khu vực giáp cạnh này, chúng ta sẽ tạo ra những cái dãy shop house. Và cụ thể là chúng ta sẽ tạo ra 4 dãy shop house nằm ôm theo quảng trường. Và chúng ta sẽ để một cái khoảng xanh, một cái con đường to và một cái khoảng xanh rất là rộng ở cái khu vực bìa này, để chúng ta có một cái sự phân tách giữa hai cái đẳng cấp, cái dòng sản phẩm. Một bên là nhộn nhịp và một bên là thương mại đẳng cấp cao, thì chúng ta cần phải có một cái không gian sân làm cái vùng đệm. Và chúng ta sẽ sử dụng cái khu vực ở gần cái bãi biển này để chúng ta làm một cái quảng trường biển, nơi có các hoạt động mang tính là giải trí, cho phục vụ cho cái khu vực nội khu của chúng ta và phục vụ cho những cái vị khách mà họ mong muốn tìm kiếm những cái trải nghiệm ẩm thực cao cấp hơn, thương mại cao cấp hơn, dạo phố nhưng mà những cái con phố đẹp hơn, những cái tuyến phố mang cái kiến trúc có cái nét khác biệt hơn, thì họ sẽ đến với The Avenue của chúng ta. Trong những cái dãy shop house thì anh chị nhìn thấy có nhiều cái khoảng không gian của quảng trường, những cái quảng trường kết nối chạy thẳng ra biển. Và chúng ta sẽ
thực hiện 4 dãy shop house nằm ôm theo cái quảng trường biển này. Và khi mà chuyển tiếp từ shop house sang villa, hai cái hình thái sản phẩm hoàn toàn khác nhau, thì chúng ta lại cần một cái sự chuyển tiếp trung gian, thì chúng ta sẽ làm một cái dãy retail villa chạy dọc phân cách giữa shop house và villa. Thì cái dãy retail villa này, lát nữa tôi sẽ phân tích thêm cho các chị về cái hình thái kiến trúc thì nó là villa, nhưng mà về cái chức năng thì nó mang cái chức năng thương mại trong một cái không gian cao cấp hơn so với các shop house này, thì đó chính là retail villa nằm chạy dọc theo cái trục này. Và cái retail villa này á, sẽ chuyển tiếp sang một cái khu có rất là nhiều mảng xanh, có những cái đầm phá tự nhiên mà chúng ta sẽ gọi đó là Lagoon Villa, nằm ôm trọn trong cái khu vực xanh này. Và cái tên của phân khu này là The Laguna. Chúng ta sẽ có cái những cái biệt thự view về đồng hồ, view về đầm phá, view về mảng xanh nằm dưới bóng cây cổ thụ. Cái mà các anh chị đang nhìn thấy là chúng ta những cái ô đất, chúng ta đang phân định răng của những cái ô đất. Còn các căn nhà thì sẽ là một phần diện tích rất là nhỏ trong cái khuôn viên sân vườn. Sân vườn và những cái bóng cây cổ thụ sẽ che rợp bóng những cái căn biệt thự nằm tách biệt với cái khoảng không gian nhộn nhịp ở bên ngoài này, hoàn toàn mang đến một cái sự tĩnh lặng ở trong cái riêng tư ở phía bên trong. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đã giúp cho cái The Laguna này nằm tách biệt hẳn khỏi cái sự ồn ào, náo nhiệt ở phía bên ngoài. Để chúng ta bước vào trong đây, vén một cái bức màn thiên nhiên xanh mát. Chúng ta có những cái dãy phố thương mại đẳng cấp, rồi chúng ta đến những cái dãy retail villa đẳng cấp còn cao hơn, nét kiến trúc đẹp hơn. Sau đó chúng ta sẽ vào với cái thế giới riêng tư của những cái căn biệt thự nằm ôm trọn theo cái Lagoon Villa. Và ở cái khu vực phía bên dưới này là cái khu vực gần biển. Thì ở đây ngay vị trí trung tâm chúng ta đã có Crown Plaza rồi. Và chúng ta sẽ có cái dòng khách qua lại khá là đông đúc. Ví dụ như sự kiện của chúng ta cũng mong muốn sử dụng cái phần bãi biển này, nó mang tính cộng đồng hơn. Chúng ta có những cái hoạt động ngoài bãi biển và chúng ta có những cái hội nghị, hội thảo, chúng ta đón nhiều lượt khách. Thì như vậy, cái khu này nó không thể là một cái khu tận hưởng được. Lúc nãy có nhiều anh chị cho rằng ở đây chúng ta nên làm biệt thự nghỉ dưỡng. Nhưng mà thật ra cái khu này nó có hai cái tính cách. Một cái tính cách là nó vẫn có cái nét thương mại bởi vì anh nằm liền kề với lại cái shop house và retail villa, nhưng nó vẫn có được cái tinh thần của một cái sản phẩm ở gần biển. Cho nên ở đây chúng ta sẽ làm cái căn villa rộng hơn, nó mang tính chất là shop villa 3 tầng 3 tầng rưỡi, để cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Anh có thể có một cái căn second home nghỉ dưỡng rất gần với bãi biển, rất gần với shop house nếu như anh muốn phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng, hoặc anh muốn nó là một cái không gian kinh doanh nó đẳng cấp cao hơn, một cái nhà hàng xinh xắn, hay là một cái cửa hiệu cà phê nơi mà anh lưu trữ những cái bình quý, những cái bộ sưu tập đồ gốm hàng trăm triệu đồng của anh ở trong một cái không gian sang trọng, thì anh hoàn toàn có thể lựa chọn cái khu vực của những căn shop villa này. Thì nó sẽ mang cái tính chuyển tiếp. Và chúng ta sẽ có cái khu vực màu trắng này đang là khách sạn Crown Plaza, thì kế bên cạnh chúng ta sẽ sử dụng cái đường bờ biển này để chúng ta tạo ra những cái biệt thự nằm ở trên biển, biệt thự nằm ở khu vực bãi biển. Và như vậy thì đây chính là ba cái phân khu mà chúng ta sẽ có những cái dòng sản phẩm mang cái tính cách khác nhau. Và chúng ta sẽ ra mắt cái giai đoạn đầu tiên, đó là cái màu vàng cam này, The Avenue. Thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn để tôi giới thiệu thêm cho các chị về cái sản phẩm The Avenue. Anh chị sẽ thấy cái khu vực mà chúng ta phát triển trước, đó chính là cái phase 1 nằm đây. Giáp bên cạnh thì chúng ta đã có rất nhiều công trình rồi. Và chúng ta sẽ nói dài tới cái răng của khách sạn Crown Plaza. Như vậy thì chúng ta sẽ phát triển những cái dòng sản phẩm là shop house, retail villa và shop villa. Cái sự đặc thể thì các anh chị cũng đã biết rồi, chúng ta sẽ làm shop house bám theo cái trục này, trục chính để mà đi ra biển. Ở phía này chúng ta sẽ làm một cái quảng trường biển. Và kế bên thì chúng ta sẽ có một cái bước đệm là retail villa. Và kế bên nữa sẽ là shop villa. Và như vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên làm đẹp những cái không gian chung. Nhớ không, không gian chung là gì? Chúng ta sẽ có những cái không gian hướng biển để mà thu hút
cái dòng chảy thương mại và những cái người mà họ cần tìm cái không gian để mà họ thưởng thức biển cả, họ thưởng thức hoàng hôn, họ thưởng thức những các hoạt động mang tính chất cộng đồng, thì họ sẽ có cái khu vực dọc theo cái trục shop house này. Và ở giữa những dãy shop house, chúng ta sẽ làm những cái tuyến, đó là tuyến phố đi bộ mang cái phong cách của quảng trường, gọi là đại lộ quảng trường. Thì chúng ta sẽ có những cái tuyến phố dạo bộ và chúng tôi thực hiện những cái đề án về cảnh quan rất là đẹp để tạo thành cái điểm nhấn thu hút người ta đi dạo bộ, mua sắm và trải nghiệm ở trong cái tuyến phố đó. Và làm đẹp bãi biển, làm đẹp những cái quảng trường sát biển, làm đẹp những cái cảnh quan dẫn ra biển, nó sẽ thu hút và tạo ra cái dòng chảy thương mại cho cái khu vực shop house này. Như vậy thì đối với shop house, chúng ta sẽ có một cái nét kiến trúc mang cái phong cách hiện đại. Và đây là cái bản đề xuất version 1. Và hiện nay chúng tôi cũng đã gửi lại những cái góp ý, những cái phản hồi của Sun Group cho đơn vị tư vấn thiết kế để họ tiếp tục tinh chỉnh. Và chúng tôi sẽ cập nhật tới anh chị những cái version sau. Thì chúng ta sẽ làm những cái dãy shop house. Nếu như mà cái dãy shop house đó nhìn qua các khu dự án đã hình thành rồi, thì chúng ta cũng sẽ có một cái khoảng sân rất là rộng để mà chúng ta có cái sự phân cách và tạo ra cái bóng mát. Ở đó thì cái khu vực đó hiện nay vẫn có những cái cây rất là to, và chúng ta sẽ giữ những cái cây xanh đó lại, tạo thành những cái dãy cây xanh. Những cái dãy cây xanh đó nó giống như là một cái lá chắn phân tách cái định vị, phân tách cái đẳng cấp, và nó cũng là tạo ra cái bóng mát cảnh quan để giúp cho người ta khi mà đi mua sắm hay là đi trải nghiệm, thì kể cả giữa cái trưa nắng của Phú Quốc, họ vẫn cảm thấy họ đang đi trong một không gian rất là xanh mát. Thì đó chính là cái điều mà chúng tôi muốn tạo ra. Chúng ta làm những cái dãy nhà đang mở giữa cây xanh, mang tính chất thương mại, nhưng mà thương mại đầy tính trải nghiệm. Và ở đây chúng ta sẽ có những cái dãy shop house, tổng cộng là 4 dãy shop house. Chúng ta sẽ có 4 dãy shop house với cái phần diện tích đất điển hình là 7.5 x 20. Thì bản thân trong cái lô đất, chúng tôi sẽ có lùi trước lùi sau để cho các căn nhà chúng ta thoáng hơn. Và chúng ta chỉ xây dựng trên cái phần diện tích là 7.5 x 15. Và số lượng chúng ta có 314 căn, chạy dọc thành 4 tuyến phố, kết nối từ cái quảng trường dọc nguồn chạy ra đến biển. Và tiếp theo, chúng ta vừa kết thúc xong cái dãy shop house đó, thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái vùng đệm về khoảng xanh rất là rộng. Ở trong cái khoảng xanh đó thì chúng tôi sẽ làm những cái, tại vì ở khu vực đó nó rất là nhiều cây, cái hiện trạng cây cổ thụ của chúng ta, thì chúng ta sẽ giữ lại những cái tán cây cổ thụ đó, và chúng ta sẽ làm những cái khu vực kích thích cái sự dọc đi dạo và tìm tòi khám phá đang ở trong những cái con phố này, đi bộ giữa những cái tán cây, để cho chúng ta chuyển tiếp qua một cái không gian kinh doanh sang trọng và đẳng cấp hơn, đó chính là retail villa. Thì những cái căn retail villa này các anh chị sẽ thấy là nó nhỏ xinh, nó không phải là cao tầng giống như shop house. Chúng ta sẽ chuyển sang, tại vì nó sắp vào tới cái lagoon villa rồi, sắp vào một cái đẳng cấp khác riêng tư mang tính chất nghỉ dưỡng rất là cao, cho nên chúng ta cần một cái sản phẩm trung gian là một cái bước đệm. Thì anh vẫn mang tính thương mại nhưng trong hình thái của một cái villa. Như vậy thì khách hàng họ sẽ chi trả cao hơn cho những cái dịch vụ ở đây, họ có thể có một cái không gian mang tính tĩnh cao hơn, những cái dịch vụ đẳng cấp hơn, và trong một cái hình thái của những cái căn villa như thế này. Thì chúng ta sẽ có cái diện tích lô đất có cái chiều rộng nó cũng rộng hơn là 15 x 15. Và khi chúng ta xây dựng thì chúng ta vẫn chừa trước để chúng ta có khoảng sân trước, thì chúng ta sẽ xây dựng là 15 x 12, và duy nhất chỉ có 78 căn retail villa nằm chạy dọc theo shop house trước khi mà chúng ta chuyển sang cái loại hình villa. Thì như vậy thì bản chất nó vẫn làm thương mại, cho nên chúng ta vẫn làm theo cái hình thái là nhà liền nhà, nhưng mà cái kiến trúc là kiến trúc của villa. Và chúng ta sẽ xây dựng là hai tầng trong một cái không gian này, thì nó đã đủ xinh xắn, đủ sang trọng để mà có thể bài trí những cái loại hình kinh doanh ở trong cái căn retail villa này. Và chúng ta sẽ tiếp tục những cái mảng xanh để chuyển tiếp nữa sang một cái loại hình sản phẩm khác, đó chính là shop villa hướng biển. Thì chúng ta có khu vực của shop villa, chúng ta sẽ làm là 3 tầng 3 tầng rưỡi. Ở tầng 1 thì chúng ta sẽ ưu tiên là nó mang tính chất là thương mại cao, cho nên là chúng ta sẽ làm full kính, và cái độ tiếp cận nó rất là dễ dàng từ đường để mà tiếp cận vào để cho những các hoạt động về mua sắm, và mang cái không khí kinh doanh nhưng mà nó khoáng đạt hơn so với những cái dòng sản phẩm shop house, và nó ở gần biển hơn. Thì ở đây cái căn
nhà này, cái sản phẩm này nó sẽ có cả hai công năng. Nếu mà khách hàng muốn xem đó là một cái second home thì những cái tuyến phố này nó cũng đủ cái sự thưởng thức để cho người ta làm second home. Mà nếu như họ sử dụng cái đó để làm cái mô hình dịch vụ như là một cái cửa hàng cà phê cao cấp giống như là Đông Nam mà chúng ta hay thấy trong trung tâm Sài Gòn, hay là một cái loại hình nhà hàng món Âu, hay là một cái nhà hàng cao cấp, thì hoàn toàn có thể sử dụng được trong cái không gian của cái shop villa. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái phần diện tích nó mang tính là cũng một căn song lập, thì chúng ta sẽ có cái phần diện tích là 12 x 27 là diện tích đất của lô điển hình, và cái diện tích xây dựng là chúng ta sẽ xây chừa trước chừa sau cho không gian nó thoáng, thì chúng ta sẽ xây dựng là 12 x 15 và số lượng là 164 căn. Và như vậy, trước khi kết thúc cái phần trình bày của mình thì tôi muốn nhắc lại 5 điểm mà tôi nghĩ là các anh chị cần nên ghi nhớ. Cái thứ nhất đó là cái thiên nhiên của vùng đất này, nơi mà chúng ta đặt một cái tổ hợp dự án mang cái độ hài hòa với thiên nhiên cao như vậy. Thứ hai đó là vị trí nơi mà chúng ta có những cái địa hình khá là đa dạng, nơi mà chúng ta có thể tạo ra được những cái tính riêng tư biệt lập và cái đẳng cấp cao hơn cho dòng sản phẩm của mình. Và thứ ba là kiến trúc, Sun Group luôn luôn mang tới những cái kiến trúc khác biệt. Ví dụ như cũng là thương mại, nhưng mà chúng ta là thương mại cao cấp, chúng ta sẽ có những cái hình thái kiến trúc khác biệt hơn. Và cái tính cộng đồng, chúng ta vẫn có được những cái không gian thương mại, chúng ta vẫn có được cái sự nhộn nhịp nếu chúng ta cần tìm đến cái sự nhộn nhịp, và chúng ta vẫn có được một cái cộng đồng đẳng cấp khi mà cùng sở hữu những cái sản phẩm này, vì họ hướng tới thiên nhiên, họ hướng tới sự riêng tư, họ hướng tới sự tĩnh lặng. Đó là một cái cộng đồng cùng đẳng cấp, cùng đến với Sun Group Valley. Và cái thứ năm đó là chất sống mà Sun Group sẽ thổi hồn vào trong đó khi mà chúng ta mang tới những cái hoạt động về thương hiệu, mà điểm đến thương mại chúng ta hướng tới cũng là những cái thương hiệu cao cấp hơn, hay là những cái đơn vị về quản lý vận hành cũng là những cái đơn vị quản lý mang cái tầm vóc toàn cầu. Và những cái điểm này tạo ra sự khác biệt cho Sun Group Valley và cho những cái chủ sở hữu của những cái dòng sản phẩm ở đây. Và về lộ trình triển khai thì hôm nay